Chào mừng bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Trong video này thì chúng ta hãy cùng mở hộp và thực hiện cái thiết lập đầu cho chiếc DJI Neo mới nhé. DJI Neo sẽ có bản đơn và bản Fly More Combo. Trong bản combo này sẽ có thêm tay cầm DJI RC N3, hấp sạc cùng hai viên pin thông minh. Hãy đảm bảo bạn sạc thiết bị tay cầm và pin trước khi bắt đầu sử dụng. Trước tiên bạn hãy bấm nhẹ để tháo nắp camera, sau đó lắp pin vào thân máy theo đúng chiều. Bạn có thể kiểm tra pin bằng cách bấm một lần vào nút nguồn ở mỗi thiết bị. Để kích hoạt DJI Neo, bạn hãy tải ứng dụng DJI Fly về điện thoại, truy cập và đăng nhập tài khoản DJI Fly của bạn. Sau đó, hãy bật DJI Neo bằng cách nhấn một lần rồi nhấn giữ khoảng 2 giây. Chọn Connection Guide ở góc dưới bên phải, rồi chọn thiết bị DJI Neo. Trong lần kết nối đầu tiên, bạn sẽ cần bấm giữ nút nguồn của Neo trong khoảng 3 giây, rồi tuân theo chỉ dẫn trong app để hoàn tất kết nối và kích hoạt. Sau khi kích hoạt, bạn hãy nhớ cập nhật bản firmware mới nhất hiện có trên app và lưu ý không thoát ra khỏi app hay tắt thiết bị trong quá trình cập nhật. Khi hoàn tất, DJI Neo sẽ tự động tắt đi, chúng ta sẽ cần bật nguồn thủ công để sử dụng tiếp. Đối với bộ điều khiển RC N3, để kích hoạt, tháo núm cần gạt và gắn vào điều khiển. Bấm nút nguồn một lần để kiểm tra lượng pin hiện tại. Sạc đầy bộ điều khiển bằng dây USB-C, kéo nằm kẹp điện thoại ra, bạn sẽ thấy dây kết nối với điện thoại. Đầu dây có biểu tượng ở phía bên phải là để kết nối với điều khiển. Tháo đầu dây còn lại và vòng ra sau điều khiển. Kẹp điện thoại và gắn dây vào thiết bị. Bấm rồi bấm giữ nút nguồn để bật tay cầm RC N3. Đối với bản Fly More Combo, DJI Neo với tay cầm RC N3 đã được kết nối sẵn. Hãy nhớ cập nhật khi có bản firmware mới. Đối với Neo thì có thể bạn đã biết là chúng ta có thể kết nối nhiều thiết bị với chiếc máy này. Có thể kết nối với điều khiển và điều khiển thủ công như bình thường. Hoặc là bạn có thể để cái máy này tự bay theo các chế độ bay có sẵn. Trong trường hợp điều khiển thủ công với điều khiển thì bạn hãy thực hiện kết nối như ở trên. Các thao tác điều khiển sẽ giống y hệt các dòng flycam khác. Chúng mình đã có nhiều video chia sẻ về cách bay flycam rồi và có thể xem lại để biết thao tác nhé. Nếu không mua bản Fly More Combo thì bạn vẫn có thể điều khiển thủ công bằng cách kết nối máy với ứng dụng DJI Fly trên điện thoại. Sau đó chuyển chế độ thành bay Manual Control. Trên màn hình sẽ hiện thêm hai cần joystick ảo để chúng ta điều khiển. Các thao tác bay chính cũng giống như chúng ta điều khiển bằng RC N3 vậy. Chỉ có phần tiêu gimbal sẽ ở phía bên phải phần màn hình hiển thị nguồn cấp từ drone. Và cách sử dụng đặc biệt nhất của DJI Neo đó là nó có thể tự động cất cánh và bay theo chế độ cài sẵn mà không cần điều khiển. Việc bạn cần làm đó là đặt máy trên lòng bàn tay và xoay camera về phía chúng ta để Neo nhận diện chủ thể. Sau đó bấm vào nút chế độ ở phía đầu của Neo để chọn chế độ bạn mong muốn. Rồi bấm giữ nút để máy tự động cất cánh và bay. Đối với các chế độ Drone, Circle, Rocket, Helix và Boomerang thì sau khi thực hiện hết chuyển động, Neo sẽ quay trở lại vị trí ban đầu. Khi đó, bạn hãy đưa tay ra phía dưới và Neo sẽ tự động hạ cánh trên bàn tay bạn. Khi sử dụng DJI Neo trong chế độ Palm Control thì bạn cần phải đưa tay ra phía dưới máy để hạ cánh. Nếu không thì Neo sẽ tiếp tục lơ lửng tại vị trí đó. Còn trong chế độ Follow, Spotlight và Direction Track thì máy sẽ tự động bay theo và quay chủ thể. Khi muốn hạ cánh, đối với Follow và Spotlight, bạn hãy dừng lại, hướng mặt với camera, rồi tiến lại gần máy. Đưa tay ra phía dưới máy thì Neo sẽ tự động hạ cánh trên bàn tay bạn. Còn đối với Direction Track, bạn chỉ cần dừng lại và đưa tay ra thì máy sẽ tự động bay gần lại và hạ cánh trên bàn tay. Khi quay xong, bạn có thể tải video về ngay trên điện thoại của mình bằng cách sử dụng Quick Transfer trên ứng dụng DJI Fly. Hãy bật DJI Neo và kết nối với ứng dụng DJI Fly. Bạn lưu ý hãy bật cả Wi-Fi và Bluetooth lên. Khi đã kết nối, chọn vào mục Album. Hãy chọn video mà bạn muốn rồi nhấn biểu tượng Download ở góc dưới bên phải để tải video về điện thoại. Vừa rồi là cách kích hoạt và điều khiển chiếc DJI Neo trong lần bay đầu tiên. Nếu bạn có ý kiến hay là câu hỏi gì thì hãy để lại comment nhé. Chúc các bạn thành công!